Cô dâu có phải là người mẫu ảnh không? Dạ không. À, có phải là diễn viên không? Dạ không luôn. Phải là ca sĩ đúng không? Em chỉ là mẹ bỉm thôi. Mẹ bỉm thôi. Dạ. Rồi mời hai em giới thiệu về mình. Dạ em tên là Dương Quang Phú, năm nay 34 tuổi, hiện đang kinh doanh thời trang. Rồi còn em? À, còn em tên là Hoàng Thùy Dương, năm nay em 20 tuổi và em đang kinh doanh online. Ôi, hôm nay mới 20 à? Dạ, em vừa đủ tuổi là em đã bị lừa. Bị lừa hả? Dạ. Câu chuyện tình yêu của các bạn như thế nào? Lần đầu tiên các bạn gặp nhau là ở đâu? Năm đó em 17 tuổi thì em đi qua Thái Lan á, em chơi với chị của em thì sáng ngày mai là 9 giờ là bay rồi thì đáng lẽ 7 giờ là phải ra sân bay. Tự nhiên mình đang ngủ cái mình nghe là ai gõ cửa phòng mình mà kêu Trang ơi Trang, mà Trang là tên của chị gái em. Có người dọn phòng thôi, người ta kêu để người ta dọn phòng. Mình mở hé hé để mình nói là không, tôi không có dọn phòng đâu. Vừa mở hé hé ra thì tự nhiên ai xông cửa vô là em mới là bới người ta hiếp dâm, bới người ta hở cướp. Em cứ là hiếp dâm với cướp tại vì em nghĩ là kêu đúng tên mà lại xông cửa vô vậy là chỉ có hiếp dâm với cướp thôi. Cái xong rồi cái em sợ quá đóng cửa lại, em nói bây giờ gọi công an đi, báo bây giờ bắt ông này. Cái bắt đầu chạy xuống dưới lễ tân á, đòi coi lại camera thì không có coi được. Rồi em càng nghi ngờ là cái khách sạn này đồng lõa là kêu người ta vô cướp. Bắt đầu em cứ run, em không, em trễ với máy bay luôn, em không dám đi về. Em nói lỡ khi đi về trên đường nó cướp nó giết tôi thì sao. Không đi về luôn ở đó. Cái xong rồi cái ngồi nữa mới coi lại được camera là mới biết được là cái anh này ảnh gõ cửa lộn phòng. Rồi bắt đầu em nhắn tin cho ảnh, bắt chủ khách sạn á, cho em cái passport của ảnh. Em mới lên em tìm Facebook, em nhắn tin, em khóc lóc, em kêu ca, em nói là tại anh mà em mới mất 10 triệu tiền vé máy bay. Tại anh mà em phải từ sáng giờ không dám ăn gì hết. Xong rồi ảnh quay lại, ảnh trả tiền vé máy bay rồi ảnh giải thích vậy đó. Ủa em ơi, nhưng mà tại sao em có cái hành động là em xông vô? Em đâu có xông vô đâu. Khi mình gõ cửa, người ta mở cửa thì mình kiểu mình đẩy nhẹ, mình hé cái cửa vậy nè. Em chỉ hé cái đầu vô chút xíu thôi. Mà mấy cô này kiểu mà sợ, tâm lý 4 giờ sáng mà sợ cái la hét tùm lum, em cũng hoảng loạn quá. Với lại người ta mới 17. Em bấm thang máy em đi xuống phòng. Với lại người ta mới 17 tuổi mà. Mà khoan, xin mê phòng ở là 3 cô lận, có mình em mà đâu phải. Nhưng mà nè, bị đền 10 triệu cho nên ghét quá cua bỏ ghét đúng không? Anh nói đúng đó, chính xác đó. Ôi dễ sợ quá. Nếu như cô gái mà bắt em bồi thường 10 triệu mà không xinh đẹp như cô Dương này thì em có bồi thường không? Lúc đó em chưa có dậy thì em không có được như bây giờ đâu. Xấu lắm, con nít lắm. Nói chung là em quay lại em đền 10 triệu á là không phải là em nghĩ cái chuyện mà em cua. Tại vì em thấy nó kiểu mà mấy đứa nhỏ nhỏ, mấy bé xì tinh nó nghĩ là nhiều lúc gom tiền đi chơi qua giờ bị trễ vé máy bay cũng tội thôi. Đối với mình 10 triệu cũng không là gì thôi, mình cho tiền ta lại tiền vé đó. Cho luôn. Trả em tiền vé máy bay cái em mới nhìn thấy ông này cũng được. Thôi kệ vụ ổng đó. Anh ơi từ sáng giờ em chưa ăn gì hết, em đói bụng quá, anh dẫn nguyên đám tụi em đi ăn đi. Bác ổng dẫn đi ăn cái gì mà mắc nhất kêu ra cho ổng trả tiền. Em ghét ổng từ trong tiềm thức hay sao? Dạ lúc mà em coi passport ảnh em thấy là người Huế, em là gốc Huế, em thấy người Huế em nói trời tôi ghét Huế lắm luôn mà còn gặp nữa. Đi ăn về là thôi tại vì ảnh không có để ý tới em. Về Việt Nam có gặp nhau nữa không? Về Việt Nam thì ảnh cũng có nhắn tin cho em, kiểu nhắn tin qua lại để hỏi chuyện gia đình em sao, em sao kiểu được. Trong suốt thời gian là 7-8 tháng trời là ảnh có đòi gặp em nhưng mà em không có dám gặp. Em nói với mẹ, mẹ lỡ khi không gặp ổng lừa con làm sao. Sợ đủ thứ đó tại vì em mới lớn nữa, em sợ em có bầu hay là sợ nhiều thứ lắm. Em đâu dám gặp ảnh đâu. Không mà chị hỏi thiệt em là khi về Việt Nam em gặp lại vợ em á thì cái cảm giác của em có khác lúc mà gặp bên Thái Lan không? Dạ lúc đó chưa có gặp đâu chị. Không về gặp, cả một năm sau là lần đầu tiên gặp lại là vợ em là lúc đó là em đi về quê em trên Đà Lạt. Em đi về trên Đà Lạt em đám giỗ. Xong cái vợ em mới nói là nếu mà muốn quen vợ em á thì phải qua nhà đi, gặp ba mẹ đi. Thì em nghĩ thì cũng đâu có gì đâu, thì em đâu phải là lừa đảo hay gì đâu, em đâu có sợ. Em từ Đà Lạt xuống là em phi qua nhà vợ em liền, gặp ba mẹ vợ của em đó. Lúc đó cũng già vô chào cô chú rồi ngồi nói chuyện bình thường. Kiểu ý của em là em nói là nếu mà ông đàng hoàng thì ông qua gặp ba mẹ tôi. Rồi chị biết lần đầu tiên đi chơi mà em phải dẫn mẹ em theo luôn á. Kiểu sợ người ta bị lừa, người ta cho mình bụng bầu, người ta bỏ đi rồi sao rồi. Dạ, sợ nhiều thứ, nói là người ta lớn hơn mình cả con giáp nên đường nào mình cũng sẽ thua người ta. Nếu mà mình gặp người ta đường nào mình cũng sẽ bị lừa. Đó bây giờ chị đang muốn hỏi em cái cảm xúc mà sau một năm em gặp lại lúc mà chắc là lúc đó là dậy thì rồi đúng không? Lúc đó là ngon lành đẹp hơn đúng không? Đẹp hơn đúng không? Thì em sao? Không, em quan niệm em lấy vợ em là không phải vì đẹp. Cái quan niệm của em là được hợp thì mình nên đến với nhau, chứ không phải là mình thấy cái đẹp là mình yêu, mình thích, mình yêu cái đẹp của người ta thì khi mình thấy cái người khác đẹp hơn lẽ mình lại bỏ người đó, mình yêu người khác đẹp hơn. Nhưng mà em phải công nhận là vợ em đẹp không? Vợ em không có đẹp, vợ em là dễ thương. Còn bao lâu thì các bạn mới là chính thức yêu nhau? Dạ đó là em nói là nếu mà anh đàng hoàng thì anh xuống nói chuyện ba mẹ, tìm hiểu nhau được 20 ngày á thì ảnh nói cho anh xin phép đám hỏi đi. Là năm đó là nhiêu tuổi? Năm đó em vừa tròn 18 tuổi luôn. Dạ, vừa tròn 18. Dạ. Nói nghe nè, rồi em gia đình đồng ý là cho đám hỏi. Dạ. Rồi sau đó đám hỏi rồi có sợ bị ông dụ nữa không? Dạ sợ chứ, đám hỏi rồi vẫn em sợ luôn. Nhưng mà thực sự là anh có dụ em không? Sau đám hỏi rồi có dụ không? Có dụ đi chơi khuya không? Dạ có chứ, sau đám hỏi cái được thả cửa một cái là ăn cơm trước kẽn liền luôn á. Thấy chưa? Bởi vậy em hay lắm. Bởi vậy em nói thời gian trước em đâu có dám gặp, gặp cái là chết liền. Dễ sợ mà lắm luôn. Coi như là ổng đòi ăn cơm là em cho ăn luôn vậy đó hả? Ổng dụ em mà. Dụ sao hay vậy? Thì ta người lớn mà vụ trời anh bây giờ giống như anh đi, anh giàu con nít thì anh thường anh làm gì không biết luôn hả? Ví dụ 4, 5 tuổi 5, 6 tuổi thì mình mua kẹo em mình dụ con này thì ra dụ hột xoan rồi dụ giỏ sách rồi là quái đúng không? Đó rồi bao lâu thì mới cưới? Dạ thì bắt đầu là trong khoảng thời gian đó là ảnh nói em là em có ước nguyện gì không, có thích cái gì mà trước khi đi lấy chồng không? Em nói là nếu mà lấy chồng là em thích chụp hình cưới ở nước ngoài chứ em không có thích chụp ở Việt Nam nhiều. Thì ảnh mới dẫn em đi 4 nước ở nước ngoài, Nhật, Thái rồi á để chụp hình. Thì khi mà chụp hình lên đến cả tỷ cái bắt đầu nhà báo vào phỏng vấn tụi em là cái bộ ảnh cưới 1 tỷ. Thì khi đó là bắt đầu là chồng em bắt đầu coi ngày thì nói tháng 7 là cưới, tốt là tháng 7 rồi cưới. Bộ ảnh cưới mà 1 tỷ đồng vậy đó hả? Ý ảnh là do là nhiều nơi mà đúng không? Tại em đi 4 nước của nước ngoài. Nhưng mà mấy bạn này chính ra là mấy bạn này khôn nè. Tại vì em biết xong vừa đi tận hưởng đúng rồi chị căng mật vừa đi rồi lại lưu lại những cái khoảnh khắc đó, tự nhiên mình lại có một cái tác phẩm là cái bộ ảnh cưới của mình. Khi mà đi chụp hình cưới nó là một cái vấn đề nó rất là khó khăn, không phải là về mặt kinh tế, thực sự là phải đòi hỏi là phải thương lắm thôi. Hầu như người ta đi chụp hình cưới chỉ khoảng chừng 1-2 ngày thôi là đi về là tay chân lắm lủng rã rồi, mà tụi em rong rã là gần 2 tháng trời, ngày này qua ngày kia mà tụi em đi khắp nơi ở Việt Nam này là tụi em Đà Lạt, Ninh Thuận, rồi Hội An, Huế, Đà Nẵng ở trong Việt Nam. Rồi sau đó tiếp tụi em Nhật, rồi Bali, rồi Thái Lan. Anh cứ tính đi. Kiểu như là đi tới cái điểm chụp đó, nó vừa xa vừa mệt. Và tới bắt em khóa cái áo cưới vậy nè, phải trang điểm, tóc tai rồi nó nóng nực, nó bực mình đó. Không chụp nữa, ngồi khóc nhõng nhẽo. Bắt đầu anh này anh thuyết phục, thôi ráng chụp đi em, mình lỡ tới ráng. Thời mệt mà sốt luôn á, nhưng mà phải ráng. Rồi ông thuyết phục. Nội cái thời gian nhõng nhẽo là chiếm hết 1 mà phải ngồi năn nỉ vợ nữa. Em phải bỏ công ăn việc làm của em hết luôn, em chiều á. Tại vì mình suy nghĩ thôi kệ, mình lấy vợ trẻ hơn mình quá mà mình chiều đi thì mình phải chiều nít thôi. Rồi sau khi cưới về thì cuộc sống vợ chồng có trơn tru mọi thứ không, hay là có vui không, có nhiều tật xấu lòi ra không? Tật xấu của ảnh là đi nhậu rất là nhiều. Ngày xưa em chưa có con thì hai vợ chồng cùng đi nó rất là vui, nhưng mà khi mà em có con rồi mọi thứ nó đảo lộn. Em phải ở nhà chăm con, em stress con khóc rồi. Thì khi mà đi nhậu một là em gây lộn, cứ đi nhậu thôi là tôi không ở với ông nữa, tôi ly dị không, mà cứ đi nhậu là ly dị, cứ đi nhậu ly dị. Rồi đi nhậu có đi tăng 2 tăng 3 gì không? Anh đi tăng 1 rồi anh về với vợ. Rồi tăng 1 anh về chưa, anh chơi xíu nữa, cái tăng 2 anh về chưa, không anh chơi xíu nữa, hết tăng 3 anh mới về là 3-4 giờ sáng luôn rồi. Tăng 1 là đi em nhậu, nói vậy tăng 2 là bia ôm là đúng rồi. Đúng rồi, là tăng 2 em đừng có nai đi, em cũng tăng 2 em xạo em né cái chữ đó xạo. Tôi tăng 1 là đi uống bia, tăng 2 là tôi đi uống cà phê ôm. Cũng vậy thôi mình này. Hồi nãy giờ vợ em kể là cứ giống như là em là người ham ăn nhậu bê tha lắm. Không phải ngày nào em cũng đi nhậu đâu, tuần em đi khoảng chừng 5-6 ngày thôi. Rồi em ít quá, em đi nhậu ít. Không phải, tại vì nhiều lúc em cũng quan hệ xã hội. Ví dụ như em làm ăn với mấy người Đài Loan hay Sinh, Mã, Thái rồi Campuchia, thì khi người ta qua thì mình cũng phải đón tiếp người ta. Khi mình qua bên người ta không đón tiếp mình thì người ta qua mình phải đón tiếp. Rồi anh em bạn bè ví dụ như Đà Nẵng, Hà Nội rồi các tỉnh mà vô Sài Gòn đơn nhiên mình cũng phải đón tiếp. Nên là bây giờ em nói rồi, tuần 7 ngày em cho anh dành thời gian cho bạn anh 4 ngày, 3 ngày ở nhà với vợ với con. Vậy cho nó thuận hòa. Rồi anh chịu không? Dạ chịu, dạ, em okay nói tại vì tức là vợ chồng em hay một cái là tức là có khuất mắt là gỡ liền, kêu nhau gỡ liền chứ tụi em không có để cho nó dồn. Cái đó gọi là đối thoại. Rồi bây giờ tới em đó, hãy khui tật xấu của ấy đi. Vợ em thì thật sự em thấy cũng chẳng có tật xấu gì, tại vì mới lớn mà, cái kiểu mà những cái lúc người ta lên cao trào thì mình nhìn một chút có sao đâu. Mình nhìn vợ mình đâu có thua ai. Đúng không? Là nó êm ấm gia đình hạnh phúc. Không cái cặp này cô khai thác được cái gì cả. Không có khai thác được gì đâu. Vợ có thực đó là không biết nấu ăn đó, không có nấu ăn được cho chồng. Tức là em thấy đó, khuyết điểm của em chỉ là như vậy thôi. Thì nếu mà về sau mình tự mình khắc phục cho chồng mình vui. Không đâu, chắc em nghĩ vợ em cũng suốt đời này cũng không thể nào nấu ăn qua em được. Tại vì em làm kinh tế là em nấu ăn giỏi. Em là con năm nay mấy tuổi rồi? Dạ con em mới 6 tháng thôi. 6 tháng. Em mới 6 tháng mà coi như là dáng vẻ như thế này. Trời ơi. Dạ lúc em đi đẻ là em 70 kg lận á. Em đừng lo, coi như là em giống như hột xoàn của chồng em rồi, không bao giờ mà có chuyện hột xoàn lớn nhất rồi đúng không? Không rồi, bây giờ lớn hơn mà có cái hột nào khác đâu nghe. Dạ. Rồi bây giờ mong muốn vợ mình thay đổi điều gì? Bớt cằn nhằn. Anh cũng biết là cái người đàn ông mình nó không có thích người phụ nữ hay mà cứ cằn nhằn kiểu là khó mình lắm. Đúng rồi, khó chịu. Dù như mà em đi chơi đi 2 giờ về thì cứ để đúng tới 2 giờ đi. Trong thời gian mình ngồi là cứ 8-9 giờ nhắn mấy cái. Cứ 1 tiếng 2 tiếng nhắn 3 giờ về, 3 giờ không có về đâu, 4 giờ mới về. Tức là không trả lời là nhắn hoài. Dạ, đúng không? Em gọi luôn á, em gọi FaceTime luôn á, coi đang làm cái gì. Thì đó thì thôi bây giờ nhắn cái trả lời đi. Trong một bữa tiệc cũng có khách khứa rồi tùm lum FaceTime cái mình có những người ta không có thích kiểu mà đưa mặt ra cho nhiều người khác biết. Như là quá khứ bị làm em ám ảnh á, quá khứ của ảnh là chỉ là gái thôi. Trước khi lấy em là ảnh đi chơi gái cho đã luôn rồi mới cưới em để dần chân á, là chị hiểu rồi đó. Cho nên là chị ám ảnh quá khứ cho nên là mới giữ chân ở đó. Thôi bây giờ đã thay đổi rồi đúng không? Dạ bây giờ thì thôi cũng mừng rồi. Dạ. Thôi bây giờ em mong muốn anh thay đổi điều gì? Em á thì đó chỉ có là ảnh là chỉ có tật xấu là đi nhậu thôi, thì nếu mà khắc phục được là vợ chồng rất là hạnh phúc. Có nhiều lúc em cũng nói vợ em kêu ok bây giờ muốn ở nhà đúng không? Anh ở nhà, bây giờ em lo kinh tế đi, anh là sẽ làm nội trợ, anh nấu ăn như một người vợ luôn, cho em làm chồng luôn. Tụi em cũng có thử qua 1-2 tuần, khi mà về kinh tế mà để cho phụ nữ mà gồng gánh hết thì bắt đầu là cảm thấy là bắt đầu thở đuối sức là từ lòng cũng sẽ cho em ra phải đi ra lại đúng làm rồi, ăn lại thôi. Mà đàn ông mình phải đi làm ra làm ăn giao lưu xã hội mà không có bia rượu là cũng rất khó lắm. Rất may là vợ em cũng hiểu cái điều đó rồi, và em rất may mắn là vợ em mặc dù nhỏ tuổi nha nhưng mà cách nói chuyện rất là chững chạc và rất là hiểu chồng. Dạ. Giống như là chị nhìn đây thấy là một người phụ nữ này là quán xuyến được cái gia đình nhỏ của em, kể cả tiền bạc luôn đúng không? Và mong rằng hai em cứ như thế này phát triển hạnh phúc và vững bền. Dạ rồi, em cảm ơn tụi em.